Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 12 tháng 3 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin siêu thị quẳng các sản phẩm của Nga ra khỏi cửa hàng. Hàng trăm hàng ngàn cửa hàng và các siêu thị của Đức và châu Âu hiện nay đang từ chối các sản phẩm từ Nga. Đây là hệ quả sau khi ông Putin đưa quân xâm lược Ukraine. Đây là hình ảnh hệ thống siêu thị của Đức và châu Âu tẩy chay và loại bỏ các sản phẩm sản xuất tại Nga. Điều này sẽ đem đến thiệt hại vô cùng to lớn đối với nước Nga khi những các sản xuất bị đình trệ. Các hãng lớn như Ali, Lidl, Kaufland, Rewe, EDEKA lần lượt loại bỏ sản phẩm của Nga khỏi các giá hàng của họ. Và doanh thu của những siêu thị này lên tới hàng trăm tỷ đô la. Nó đã đến hồi kết thúc. Các siêu thị ở châu Âu đang có làn sóng tẩy chay bỏ hàng hóa của Nga ra khỏi chuỗi cung ứng toàn cầu của họ, chống lại cuộc chiến đẫm máu của ông Putin vào Ukraine. Họ lý giải vì sao họ bỏ những sản phẩm này ra, vì những sản phẩm sẽ đem tiền về cho nước Nga tiếp tục sản xuất vũ khí để giết dân lành. Lidl và Kaufland đã ném các sản phẩm của Nga khỏi hệ thống siêu thị của họ, và từ nay những sản phẩm này sẽ không xuất hiện nữa và họ cũng không có kế hoạch nhập và mua hàng của Nga nữa. Tuy nhiên, nhìn chung những sản phẩm này của Nga cũng không chiếm tỷ trọng lớn trong tiêu dùng tại Đức. Tập đoàn Swatch cho biết khi được hãng thông tấn DPA hỏi. Nhưng những thứ này hiện tại không được đặt mua cho tiêu dùng, hàng đã có trong cửa hàng có sẵn, không bị tiêu hủy mà bán rẻ, bán đổ, bán tháo cho hết rồi không tiếp tục nhập nữa. Đây là một đòn kinh tế tiếp tục đánh vào Putin, kẻ đang gây chiến tại Ukraine. Đây là hàng hóa của Nga tại Đức từ trước đến nay. Người dân tại Đức và châu Âu vẫn thường sử dụng những phẩm của Nga như rượu vodka và các loại khác. Một phát ngôn viên của tập đoàn Swatch giải thích thêm rằng họ cung cấp một phạm vi rộng khắp trong nước và quốc tế liên tục được phát triển để đáp ứng các sự yêu cầu của khách hàng. Họ nói, chúng tôi không có đại diện ở Ukraine hoặc Nga với các điểm phân phối riêng. Tuy nhiên, các nhà nhập khẩu này lại phân phối tại Đức và châu Âu và đương nhiên sẽ đem đến hậu quả rất lớn cho ngành kinh tế của Nga. Các cửa hàng thực phẩm và tiêu dùng khác trước đây cũng đã thực hiện các bước tương tự là tẩy chay hàng của Nga ra khỏi hệ thống của mình. Ví dụ như hệ thống siêu thị của Rewe đã thông báo vào ngày 1 tháng 3 rằng họ sẽ xóa các thông tin về hàng hóa được sản xuất tại Nga trong tất cả các cửa hàng tại Rewe và Penny, cũng như không tiếp tục nhập những sản phẩm này nữa. Họ đã có hàng ngàn siêu thị lớn nhỏ khắp nước Đức và châu Âu. Công ty bán giảm giá Netto chủ yếu đại diện ở miền Bắc và miền Đông nước Đức cũng đã tuyên bố tẩy chay tất cả các hàng hóa đến từ Nga. Những hàng còn lại thì bán rẻ và không nhập. Aldi, Süd và Aldi Nord đã đưa rượu từ Nga ra khỏi kệ của họ. Họ nói rằng những hàng hóa khác từ Nga cũng không được nhập và bán tiếp trong thời gian tới, đặc biệt là những mặt hàng ưa thích như kẹo, bánh hoặc các loại rượu từ Nga. Theo tuyên bố riêng của mình, hãng EDEKA đã không có bất kỳ mối quan hệ kinh doanh hay hoạt động mua bán nào của Nga trong thời gian tới. Và như vậy, với hệ thống phân phối bị đình chỉ, thì hàng Nga sẽ không được nhập vào Đức. Những nhà sản xuất Nga sẽ lĩnh hậu quả rất lớn. Đây là hình ảnh các loại rượu quen thuộc vodka của Nga đã bị loại bỏ khỏi các siêu thị của Đức. Vodka, rau, bột yến mạch, vân vân là rất là nhiều sản phẩm được sản xuất từ Nga trước đến nay để đưa vào châu Âu. Tờ báo Focus của Đức đã công bố danh sách các sản phẩm hiện đang bị loại bỏ dần trong các siêu thị của Đức như rượu vodka, đồ ăn sẵn và bột yến mạch đã bị ảnh hưởng đặc biệt, bao gồm các thứ như súp mì, doshak và mì Rothol là những sản phẩm cũng bị loại bỏ. Tiếp theo là rượu vodka Baikal, Seronov, Ruslan Standard, Pagoder hoặc là Begruka, vân vân. Các loại rau từ Pikanta cũng bị loại bỏ. Hạt hướng dương của Nga phổ biến từ Bangkini và Martin cũng bị bỏ đi. Bánh kẹo của hãng MM như Mithonas và AVF hoặc bánh kẹo đậu phụ nhãn hiệu Rofton cũng bỏ ra khỏi kệ. Bột yến mạch, trà, đậu Hà Lan và một số cũng bị ảnh hưởng bởi cuộc tẩy chay rộng khắp này. Như vậy, nền kinh tế Nga đang khó khăn sẽ càng khó khăn hơn. Đây là hình ảnh
có rất nhiều siêu thị chuyên bán đồ Nga tại Đức và trong các sản phẩm hàng hóa ở đây đa số đến từ Nga, thì nay người tiêu dùng đã tẩy chay. Một lưu ý cho người tiêu dùng rằng các sản phẩm do Nga sản xuất có thể được nhận dạng rất dễ dàng bằng 3 chữ số đầu tiên của mã vạch code EAN. Chúng bắt đầu với số 460 cho đến 469 là mã sản xuất từ Nga. Và người tiêu dùng có thể căn cứ vào con số này để quyết định hành động tẩy chay của mình. Kính mời các bạn xem bản tin Tại sao Putin không thể thực sự dựa vào tập cận bình của Trung Quốc. Nhà độc tài Điện Kremlin đang trong tình thế hết sức khó khăn. Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đã diễn ra khá lâu và Putin dường như tưởng có thể nuốt sống Ukraine, nhưng giờ đây không thể như vậy. Và các biện pháp trừng phạt của phương Tây cũng đang khiến cho nền kinh tế của Nga sụp đổ. Trong khi đó, nhà độc tài Trung Quốc Tập Cận Bình, nhà lãnh đạo của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, đứng về phía Putin. Ông ta đã lảng tránh mọi chỉ trích nhằm vào Putin khi đất nước này dùng tên lửa và pháo bắn vào Ukraine, chết hại dân thường. Đây là hình ảnh người dân Nga xếp hàng trước các trung tâm nhà băng để rút tiền sau khi Putin ra lệnh tấn công. Nhưng liệu ông Tập Cận Bình có thể thực sự giúp nhà độc tài tại Điện Kremlin Vladimir Putin hay không? Và liệu ông ấy có muốn hay không là câu hỏi được tiến sĩ Nadi đặt ra. Ông vốn là chuyên gia về Trung Quốc tại Quỹ Khoa học và Chính trị đã nói như vậy với truyền thông. Ông nói, đã có nhiều báo cáo cho rằng các lệnh trừng phạt đang đẩy Putin vào vòng tay của ông Tập Cận Bình. Nhưng tôi không nghĩ rằng Trung Quốc đang chào đón Nga với vòng tay rộng mở. Vì với hình thức như vậy thì Tập Cận Bình tiếp tay cho tội phạm quốc tế. Đây là hình ảnh Tập Cận Bình và Putin vốn rất thân mật với nhau. Cho đến nay, ông Tập Cận Bình dường như vẫn chưa tìm ra đường lối rõ ràng về cách đối phó với các lệnh trừng phạt. Tiến sĩ Kohet cho biết thêm, điều tôi có thể hình dung là Trung Quốc sẽ tiếp tục chỉ trích công khai các lệnh trừng phạt, nhưng sẽ để các công ty của mình tự quyết định cách họ đối phó với chúng. Chúng tôi thấy rằng các ngân hàng đầu tiên đang chấm dứt kinh doanh với Nga. Chỉ có hai ngân hàng nhà nước lớn nhất ở nước này là Ngân hàng Công Thương và Ngân hàng Trung Quốc không còn cấp tín dụng thương mại cho hàng hóa của Nga nữa. Max Schelling, nhà kinh tế trưởng tại Viện Nghiên cứu Trung Quốc Merit, đã nói với tờ báo quốc tế rằng khả năng của Trung Quốc để hỗ trợ Nga về mặt kinh tế cũng rất hạn chế. Trung Quốc sẽ không mạo hiểm với việc được tiếp cận cái công nghệ nước ngoài của mình. Trung Quốc sẽ cung cấp cho Nga một chiếc phao cứu sinh, nhưng không phải là một chiếc phao cứu sinh. Hỗ trợ sẽ được kiềm chế và Trung Quốc sẽ không gây nguy hiểm cho các ưu tiên chính sách kinh tế của chính họ. Mua năng lượng và hỗ trợ của ngân hàng trung ương chính là lĩnh vực như vậy. Giờ đây, khi bị Mỹ cấm vận không mua dầu nữa, thì Nga chỉ còn biết có thể bán được cho Trung Quốc, nhưng chắc chắn giá sẽ bị dìm đến mức rẻ mạt. Đây là hình ảnh Nga bị cấm vận, Putin không còn đô la, phải dùng đồng tiền nhân dân tệ để thanh toán quốc tế. Tuy nhiên, việc này không thể kéo dài mãi vì Trung Quốc rất sợ lệnh trừng phạt của các nước phương Tây sẽ ảnh hưởng đến họ. Và Tập cũng không thể giúp Putin được, chỉ lợi dụng ông ta mà thôi. Nhưng ngay cả khi Tập Cận Bình muốn giúp đỡ nước Nga thì ông ấy cũng không thể làm được gì. Ít nhất vào lúc này, lệnh cấm vận dầu khí của Tổng thống Mỹ Biden sẽ làm dồi ra hơn 600.000 thùng mỗi ngày. Thực ra là một cơ hội tốt để ông Tập Cận Bình thỏa mãn cơn khát năng lượng của đất nước mình. Nhưng việc này cũng không hề đơn giản. Nhưng theo tiến sĩ Kihat, Trung Quốc không thể mua thêm khí đốt hoặc dầu của Nga đơn giản chỉ vì còn thiếu cơ sở hạ tầng. Hầu hết các đường ống dẫn dầu và khí đốt của Nga đi sang phương Tây chứ không phải là đến Trung Quốc. Mà để khởi sự bắt đầu xây dựng những đường ống như vậy phải mất nhiều năm mới có thể xong. Lúc đó Trung Quốc liệu còn đợi được nữa hay không? Đây là hình ảnh dự án dòng chảy Phương Bắc 2 của Nga trị giá hơn 10 tỷ đô la đã bị phá sản ngay lập tức sau khi ông Putin ra lệnh cho quân Nga tấn công xâm lược Ukraine. Trên thực tế, Trung Quốc có nhiều khả năng sẽ khai thác điểm yếu của Nga để tăng cường cung cấp nguyên liệu và năng lượng trong dài hạn. Theo nhật trang báo Bloomberg, trích dẫn từ những người trong cuộc, ông Tập cũng đang cân nhắc
để các công ty nhà nước của mình đầu tư vào các tập đoàn như Gazprom hay tập đoàn nhôm khổng lồ Russia. Những người trong cuộc nhấn mạnh nếu một thỏa thuận được ký kết, đó sẽ không phải là dấu hiệu cho thấy sự ủng hộ của Trung Quốc đối với Điện Kremlin. Bởi vì sự ủng hộ của Trung Quốc giống như một giao dịch kinh doanh tỉnh táo hơn là một tình bạn nồng ấm.